Nào, đến lượt anh chứ. Nghĩ gì? Đến lượt anh. Sao anh được cho hai con? Về chung nghĩ làm gì nữa? Trời ơi. Lại thêm một phiếu cơm bụi cao cấp. Sao bạn bè mình đợt này nó cưới xin nhiều thế nhở? Tốn kém quá. Tốn kém hay là xấu hổ vì chưa có ai rước? Chắc có khối người thèm lắm ấy nhỉ? Ở vậy cho dai nó thèm. Em thấy người ta bảo hôn nhân như một cuốn tiểu thuyết mà hai nhân vật chính chết luôn từ chương đầu tiên. Chính xác. Mà chị em mình tuyệt đẹp giai nhân, lấy đâu mà chẳng được chồng. Vội làm gì mất công lại thêm cái chương ân hận nhỉ? Đúng. Phụ nữ mà lấy chồng có khác gì hàng đại hạ giá. Anh nói em hoang mang quá đấy. Ơ kìa, nói có sách mách có chứng luôn. Hôm chủ nhật vừa rồi, anh vừa đi với bố anh lên trung tâm thương mại để mua quà tặng sinh nhật cho mẹ. Bố anh hỏi chỗ bán đồ tặng phẩm cho phụ nữ ở đâu. Ông bảo vệ chỉ: à, đồ trang sức thời trang cao cấp, tầng 1 bên phải. Bố anh bảo tôi mua quà tặng cho vợ. Ông ấy chỉ luôn: hàng thanh lý tầng 3 bên tay trái. Thấy chưa? Để tránh cái việc hai con thiên nga như chị em chúng ta trở thành hàng hạ giá thì chúng ta không lấy chồng nữa. Ôi sếp ơi, em đến rối loạn triều đình với sếp thôi. Là bệnh mới hả chị? Có chữa được không? Là bệnh tiền đình cô nương ạ. À, đại ca mà đi thêm mấy vòng nữa chắc bà này ngất giả đây luôn. Đại ca ơi, anh có bệnh tình gì thì phải nói cho mọi người cùng tìm hướng giải quyết chứ. Hay là đại ca đang cơ cẩm cô nào? Có cần bọn em bày kế cho không? Cái gì? Ông mà đòi dạy sếp á, còn mà cát thêm tiền sếp dạy lại ông ấy. Chị. Đúng là anh đang tìm mấy cô người mẫu. À, mấy cô cơ? Ừ. À, anh thật là sung mãn đấy. Cái đầu của cậu đúng là chỉ để cho mắt với cả mũi nó có chỗ nghỉ ngơi thôi. Toàn nghĩ vớ va vẩn. Công ty của chúng ta đang tuyển người mẫu đại diện cho cái hình ảnh của bộ truyện mới. Mà anh thì anh đang tính tự ứng cử mình vào cái vai trò đấy. Hả? Cái gì? Đại ca? Ừ. Đại ca nghĩ mình là ai? Thế ở đây ai nghĩ mình là đại ca? Đại ca, em nói thật, đại ca đang làm sếp, làm lãnh đạo ca một cái nơi mà toàn trai xinh gái đẹp thế này, tự dưng lại hạ mình đi xuống làm người mẫu, xong rồi đứng tạo dáng để cho người ta chụp hình. Làm gì còn giá trị? Cứ để em, em làm được hết. Quan trọng là cát xê bao nhiêu? Ui giời, đơn giản, 500 nghìn trời luôn. Cái gì? 500 á? Một nửa như thế cũng nghỉ đi. Thế là rẻ rồi. Tôi cần một người mẫu xì tin và phải dễ thương. Em biết, em biết, em biết. Ai? Chính em ạ. Cát xê có mềm không? Mềm là bao nhiêu hả sếp? Khoảng 100 nghìn. Thôi nghề đi, gấp đôi cũng nghề đi. Anh ạ, chỉ có 100 nghìn cho em đi ăn chè. Thế còn các cậu? Không nhá, em chẳng có bạn gái nào cả đấy. Em đi về em làm tiếp, bận lắm. Fan? Thế fan của cậu đâu? Dạ, fan của em á, đủ cả tiêu chuẩn xinh đẹp dễ thương như đại ca muốn nói cũng có. Ôi, chuẩn rồi. Nhưng giá không mềm thế đâu ạ. À, này, em ở đâu mà lại bâu vào đây mắt nhìn anh như diều hâu cứu vọ đấy? Đâu có đâu mới biết. Ấy giờ đánh đá phết nhỉ, rất cá tính anh thích. Em ở đâu? Tìm ai? Em ở tận Tít Thúc Mít, thôn Lá Cây, huyện Gió Mây, tỉnh Đôi Núi. Thôn xã nghe vui tai phết nhỉ. Thôi được rồi, tóm lại em tìm ai để anh chỉ cho. Em chờ anh họ em là anh Quyết đấy. Anh không biết đâu. À, hóa ra là em họ anh Quyết à? Quất đại ca với anh cũng là anh em, em vào đây. Bỏ cái tay ra sáng cho em với anh. Ai làm gì đấy? Cậu làm cái trò gì đấy ạ?
vuốt mặt cũng phải để trứng cá chứ. Ờ đúng rồi, ông lại buồn cười trứng cá ấy này. Linh tinh. Giữa ban ngày ban mặt mà cậu dám giở trò em họ tôi à? Em có làm gì đâu. Em biết là em họ của anh nên là em dắt vào mà. Anh ấy cứ sếp ơi, nhìn mặt em họ của sếp thì chắc chắn ông này đúng. Vâng, tôi đi vào. Đi. À, người mẫu ảnh đây á. Con này, đi đâu đấy? Em đi chết. Vâng, ngồi xuống. Tôi nói với các cô các cậu biết nhá, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Ở nhà ấy, em ý là nụ, là na. Em đi làm người mẫu ấy, là chẳng đi. Bây giờ Kiều Linh, hả? Em phải có trách nhiệm tư vấn cho My về cái thẩm mỹ và nhan sắc. Còn Nana, em phải biến My của anh thành một người mẫu mà vừa mà xinh đẹp kiểu tinh tế, mà lại phải có một cái nét gì đó nó rất là ngây thơ hồn nhiên ấy. Còn về gu thời trang và đại khái là ăn mặc thì anh giao cho hai chú. Xong chưa? Anh có thể chắc chắn với sếp một điều. Không thể. Như nào? Ôi, khó lắm sếp ơi. Tóc thì ít, còn thắt bím hai bên trông rõ là quê nhở. Mày thì quá rậm. Đấy là còn chưa kể kiểu người ngợ mỏng dính, phải thêm phải bớt uốn nắn đủ kiểu. Còn nữa khoản này cơ. Đúng rồi. À về cạo râu đi nhá. Tất cả chỉ là chuyện nhỏ thôi, đằng nào cũng mất ca xê đâu. Ý anh là My là tình nguyện đi làm người mẫu cho công ty mình nha. Nhà em mới bán đất đấy, hơi bị nhiều tiền. Các anh chị muốn bao nhiêu em cũng chịu. Dân thường đứng đường, xin chào dân chơi. Dân chơi bơi sang chào dân thường. Mà không nói nhiều nữa, tóm lại là bây giờ mọi người phải tư vấn để làm cho My của anh đẹp lung linh, đẹp hoàn hảo, đẹp perfect luôn. Bắt đầu làm việc đi. Perfect với hoàn hảo là một mà. Này, chị hỏi thật em nhá, em có phải là em họ của sếp không? Không ạ. Thế tại sao em lại nhận làm người mẫu mà lại không công? Tại vì anh Quyết bảo em có thể làm được người mẫu này và là ngôi sao nữa, có thể tỏa sáng nữa. Anh chị từ để trở thành người mẫu, em có thể làm tất cả, kể cả vào mi miệng nữa. Người mẫu rất kéo. Chính xác rồi đấy. Em đã phải mời anh Quyết 3 bữa thịnh soạn để anh ấy tuyển em vào vị trí này đấy. Tỉnh dậy, tỉnh dậy. Tư vấn vì mảnh đất mới bán. Hai cô, thay quần áo nhanh lên để còn làm người mẫu đại diện cho công ty mình nữa chứ. Như vậy ra đến rồi đấy. Sao lại bảo em có mang đồ gì đâu ạ? Thế còn cô? Liên quan gì đến em? Trời ơi, không cần đồ đạc gì nữa, đi nhanh. Thế cái cô nụ nụ nana Cha My đúng không đồ? Cha My á, Cha My bây giờ thành nụ thành na rồi nhá. Cũng tại các cô cậu cứ góp ý này nọ, làm nó về nhà nó đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ đang nằm một đống ở nhà vì sửa mặt, sửa mũi, làm ngực cái kia. Thôi không nói nhiều nữa, đi. Sếp, thế nhưng... Cắt xê. Thế các cô muốn thế nào? Không biết là giá gốc sếp tổng gửi về cho chị em mình là bao nhiêu nhỉ? Chắc cũng phải được mấy lít. 500.000 một cô được chưa? Đấy, ngay từ đầu ok luôn thì có phải nhanh hơn không nhỉ? Nhưng mà này, nói trước cho biết nhá, ảnh mà không đẹp ấy thì không lấy tiền. Ui dồi. Đi. Bọn em thừa đẹp rồi. Đi. Không biết ảnh hôm nọ chị em mình chụp có đẹp không nhỉ? Chắc là đẹp như thiên thần luôn. Em la lưng lưng như công chúa. Này. Trông ngoài chả đến nỗi nào mà sao trông ảnh lại như thế này? Thì thế. Ở ngoài thì có đến nỗi nào đâu, mà lên hình thì cái chỗ nọ lại sẹo sọ với chỗ kia.
dài, mồm chị trông hơi vâu vâu. Cái gì? Không chấp nhận được. Tại sao chị em đẹp như thế này mà trong ảnh lại xấu như thế? Đúng đấy. Xinh và ăn ảnh là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau đúng không? May quá mình có thỏa thuận rồi. Không xinh, không có tiền. Anh đại ca, gì đấy? Ôi, tin hot. Cái ông mà hôm trước chụp ảnh cho hai chị em này đang bị người ta đánh ở dưới đường kìa. Sợ thế? Sợ thế? Thì đi chụp ảnh đám cưới lại toàn ghế cả chân bàn. Ôi giời ơi, hóa ra đại ca nhà mình tiếc tiền. Bớ đâu được ông mới cầm mấy ảnh đúng không? Chụp sao? Mới là mời thế nào? Anh đi tìm xong thấy ông ấy cầm máy ảnh ở ngoài hồ, ảnh vớt ông lên thành nghệ sĩ thôi. Tóm lại là chị em mình cứ là lung linh. Sếp ạ. Sếp ca. Ca xê. Này, em mình cũng có phần đấy nha. Ok. Xấu rồi lại còn đầu gấu. Đây. Xin cảm ơn. Yeah. Còn dài phết nhỉ? Em làm gì thế? Ơ, bà không biết à? Bọn tôi đã được chọn làm người mẫu ảnh đại diện cho công ty. Thông tin nóng sốt như thế mà giờ này vẫn còn không biết. Mà những hot boy như bọn tôi ấy, đáng nhẽ phải nhận cát-xê cao lắm. Nhưng nể tình là nhân viên công ty, nên bọn tôi free. Free luôn. Dồn hết đống tiền đấy để thuê nhiếp ảnh gia xịn tôn vinh cái vẻ đẹp bọn tôi lên. Vẻ đẹp của ông nó cứ tựa tựa như người yêu của Thị Nở nhỉ. Tôi chả thèm nói chuyện với loại ghen ăn tức ở như bà để làm gì. Mà này Nana, anh nghe nói nhiếp ảnh gia lần này cực kỳ xịn, được từ trên sếp tổng cử xuống cơ mà. Không như cái loại lần trước đại ca thuê được ở ngoài đường cho bà đâu. Tôi chẳng quan tâm ảnh xấu, mà mỗi chị em được 5 lít vào túi, được nhỉ? Có tiếng mà không có miếng. Này, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, xong lâu rồi. Đi thôi. Nhiếp ảnh gia xịn đâu đại ca? Chính là ai? ông bị đau đầu đúng không? Ông đau bụng đúng không? Em đau bụng quá rồi. Thôi em phải đi. Sao ông cứ kia? Này, đợi đã. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Yeah. Này, không có người mẫu thì làm sao nhiếp ảnh gia có cát-xê?